Xin mời thí sinh Moon, Moon 23, gọi vào đi nhá, nhanh lên, một người cuối cùng, và xin mời chúng ta hãy cho những tràng pháo tay, pháo chân thật là lớn đến với thí sinh cuối cùng của chúng ta. Có lẽ đây là một bông hoa nở muộn. Các bạn biết là những cái gì mà nó bắt đầu và những gì nó kết thúc, thường những đấy là những tiềm năng mà chứa ẩn rất là nhiều, gọi là nhiều gì nhỉ? Nhiều hy vọng. Bây giờ xin mời mời bạn gọi vào ạ. Gọi đi, chưa gọi làm sao mà tớ bắt máy được. Xin mời bạn nói ạ. Rồi, ôi dồi ôi, tiếng ai mà lanh lảnh thế, nghe cứ như con mụ cám ấy. Chứ gì ghẻ à? Tấm mà tấm Ôi hiền dạ mà giọng hay dạ sao thì gọi cám cái gì vậy? ôi dồi ôi, tấm, tớ nghĩ tấm này tấm từ gạo chà nát ra, nó ra tấm ấy. Đâu tấm từ gạo Gạo chà nát. Đúng không? Ôi rồi có người kêu bạn là thị màu kìa. Ôi rồi mình nghi là bạn thuộc về mẹ mẹ tấm hoặc là cám mà. Chứ không thể nào. Rồi. Xin mời bạn nhá, xin mời bạn đến với chương trình thi của bạn luôn nhá. Hôm nay em đến chương trình, em xin trình bày một tiểu phẩm hài mang tên Trí Khôn Của Ta Đây. Sau đây xin phép tiểu phẩm được bắt đầu ngay để đỡ tốn thời gian của mọi người. Xin phép được bắt đầu ạ. Một con ngày xưa và ngày nay, trong một khu rừng nọ, một con cọp từ trong rừng đi ra, thấy một anh nông dân cùng một con trâu đang cày trên ruộng. Trâu thì cặm cụi đi trước, lâu lâu lại bị anh nông dân quất một roi thật mạnh vào mông. Anh nông dân vừa quất roi vào mông trâu vừa la hét: "Cày nhanh lên chứ rồi đấy, lười biếng là ông giết thịt, làm trâu nhúng mẻ bây giờ." Con trâu van xin: "Con lạy ông chủ, đừng thịt con, tội lắm. Con còn thề non hẹn biển với con trâu nhà bơn, con chết rồi, con trâu nhà bơn cũng chết theo mất. Vì trên thế gian này tìm đâu ra một con trâu bí bỉ và háng sầm như con." Anh nông dân: "Thế thì lo mà cày giỏi lên, ông cũng đâu muốn chia rẽ tình yêu trẻ trâu chúng mày. Nhưng nhớ tìm con nào mắn đẻ đấy, để thằng nhiều nghé con để ông còn bán. Ông nuôi ông cày ruộng là ông mừng rồi." Con cọp lẩm bẩm: "Con trâu này ngu thật, to xác cứ mấy lần ông kia, thế mà phải sợ. Gặp mình á, mình cưới cổ mấy ngày. Hèn chi trông to xác cái kia mà vẫn không thể làm chúa tể muôn loài như mình được." Anh nông dân nói với con trâu: "Thôi chưa rồi, ông cho mày nghỉ 15 phút." Con trâu: "Sao ít thế ông chủ, nghĩ vậy làm sao mà con hồi sức kịp được." Anh nông dân: "Kệ mày chứ, trâu mà cũng đòi ra giá à. Mày có biết thời gian của ông quý như Bill Gates không? Ông ấy kiếm được 250 USD mỗi giây, khoảng 20 triệu USD mỗi ngày và 7,8 tỷ USD mỗi năm." Con trâu: "Thế còn ông?" Anh nông dân: "Ông á, bước 10 bước mỗi giây, cày 5 sào ruộng mỗi ngày và làm ra khoảng 5 tấn lúa mỗi năm. Kinh chưa, sợ chưa?" Nói xong, anh nông dân bước ra ngồi ở một gốc cây, ăn cơm mắm, ăn cơm nắm, tu chai nước. Con cọp mon men bước gần con trâu: "Này chú em, anh thấy chú to khỏe thế, đếch gì phải sợ cái ông nông dân gầy gò kia." Con trâu: "Ấy chết, tại anh không biết đi thôi, người tuy nhỏ nhưng người có trí khôn anh ạ." À. Con cọp: "Trí khôn á, nó như thế nào, có ăn được không, có khỏe như mày không?" Con trâu không biết trả lời ra sao, đành qua quýt: "Chí khôn là chí khôn, chứ còn là cái gì? Anh muốn biết thì qua mà hỏi ông chủ em đó." Con cọp: "Thôi được, để tao qua hỏi ông ta." Nói xong, cọp hùng hồn bước lại gần anh nông dân: "Này ông anh, chí khôn của ông đâu? Cho tôi chiêm ngưỡng một chút có được không?" Anh nông dân: "Chí khôn của tôi để ở nhà mất rồi. Để tôi về lấy cho anh một xem nha. Và nếu anh cần, tôi sẵn sàng cho một ít." Con cọp quay sang một phía lẩm bẩm: "Thằng cha Bin Jet này cũng thoáng ra phép." Và lại nói với anh nông dân: "Thôi được, anh cứ cho tôi một ít. Bữa nào đi rừng, tôi biếu là anh vài ký heo rừng về nướng ăn chơi." Anh nông dân: "Cảm ơn, tôi không thích ăn đồ rừng, vì tôi không muốn muông thú ở rừng bị tuyệt chủng. Mà này, nếu tôi đi anh khỏi đây, anh ăn bắp trâu của tôi thì sao?" Con cọp: "Ai mà thèm, trâu của anh nhìn gầy và dai lắm, tôi không thèm ăn đâu." Anh nông dân: "Ai mà biết được, hay là anh chịu khó để tôi buộc tạm anh vào gốc cây này cho tôi được yên tâm." Con cọp: "Cái ông Bin Gates này khó tính quá đi, buộc thì buộc, đây buộc đi."
Anh nông dân lấy dây thừng trói cọp thật chặt vào một gốc cây, sau đó đi rơm chất chung quanh con cọp. Con cọp hỏi: "Ông bạn chất rơm là chi vậy?" Anh nông dân: "Phải chất rơm đó, chỉ kho mới lòi ra được." Con cọp: "Thế sao bảo chứ không để ở nhà?" Anh nông dân: "Bây giờ tôi mới nhớ ra, chứ không cái tôi để ở nhà, còn chứ không đực ở trong đống rơm này. Anh là giống đực thì phải dùng chứ không đực, hiểu chưa?" Con cọp: "Thế hả? Chứ không mà cũng có đực với cái, cứ như là hồ lô đực, hồ lô cái trong phim Tây Du Ký vậy." Anh nông dân chất rơm xong, anh nông dân dùng hai hòn đá quẹt vào nhau để tạo lửa đốt rơm. Con cọp lại hỏi: "Làm chi rửa?" Anh nông dân: "Tạo lửa để đốt rơm." Con cọp: "Chi phải cực dã?" Rút quẹt lửa trong người đưa cho anh nông dân: "Đây đốt cho lẹ." Hết Anh nông giờ dân rồi bạn ơi. Bạn ơi hết giờ rồi, bạn chỉ có 3 phút để mà thể hiện tài năng của bạn thôi. Thế mình cho có nên một là ăn thịt cọp với thịt trâu mà. Vâng, câu chuyện là đoạn cuối là ăn con cọp chạy mất và con trâu kể lể sự tình. thôi hết Câu chuyện rồi. rất là dài và rất rất còn hay. Nếu mà các bạn bỏ phiếu cho mình thì từ vào vòng trong mình sẽ vô kể tiếp sang sang hồi muốn biết kết thúc ra sao, sang 12 hồi 2 sẽ rõ các bạn nhé. Bỏ phiếu cho mình nhá. Số hồi sách của mình Thế là số mấy bạn? là số mấy? 2018 à? 2020. Ờ, hai ngày 2020, xin mời quý vị để bình chọn bạn. Thế cho mình có một câu hỏi này đối với bạn nhé. Thế bạn có trí khôn đực hay trí khôn cái thế? Mình có trí khôn, mình Chứ có trí khôn cả hai. bạn trí khôn hai Đối vai à? với mỗi giống thì mình lại dùng một trí khôn cho ngựa với giống đó. Thế bạn có trí khôn, người ta gọi là trí khôn hai phai ấy. Hai phai là có cả hai cái đực cả cái ở trong đấy. Vậy lưỡng Lưỡng tính à? Lưỡng là hai mà tính là tính tình à? Là bạn có hai tính tình à? Một là tính tình gì ạ? Tính tình trâu và tính tình cọp à? Mình thấy là mình thấy mình nghe cái chất giọng của bạn là mình biết ngay là bạn rất hợp với những cái vai hung dữ và ác độc ấy. Cho nên là bạn nhớ là mai mốt bạn đi thi mà chớ bao giờ mà thử vào mấy cái vai tấm nhá. Nên là chọn mẹ cám hoặc là cám hoặc là thị màu. À, thế thì nó mới hợp với bạn. Bạn mình biết phải là thử mọi vai, tài năng mình đến đâu chứ. đúng rồi bạn ạ, à, nhưng mà bạn nhớ là khi mà mình thử ấy, có nghĩa là mình không biết. Mình nên khi mình đi thi mình phải thi cái gì mình biết rồi, mình không nên thử nữa. Cho nên là thường mà tớ hay là nghe những cái người rớt người ta mới nói những cái câu đó, em chỉ muốn thử sức thôi. Đấy, khi bạn nói cái câu đấy là bạn biết là bạn rớt chắc rồi. Bởi vì người ta thi là người ta phải thi cái gì mà tốt nhất của người ta chứ không thể nào mà đi thử cả. Cứ thử có nghĩa là không lẽ mua hên xui. Đấy. Cho nên là mình biết là mình hay cái gì mình thi cái đấy. Lần sau là nhớ chọn những vai nào thật là ác độc vào nhá. Mình nghĩ là bạn sẽ tỏa sáng với những vai ác độc đấy. Wow. Không biết là ngoài đời bạn có ác không? Không, ngoài đời mình hiền lắm. Chắc là chỉ có độc thôi phải không ạ? Đây là vai phản diện thôi. Ồ thế à? Yes. Thế ngoài đời bạn sở hữu những cái tính tình gì mà bạn nói là bạn hiền nào? Sở hữu 8 chữ vàng của bác Hồ á. Tám chiếc Công dung vào. vô hạn. Ôi dồi, bác Hồ đeo vòng à? Bây giờ mình mới biết. Gì nữa? Nói chung là tất cả những phẩm chất của người con gái Việt Nam. Là có hết à? Ví dụ như ngồi Là lê đôi mách.